Thưa quý vị và các bạn, từ khi Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đến nay các cấp hội nông dân toàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đặc biệt của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, sự phối hợp đồng bộ hiệu quả của các ban ngành đoàn thể địa phương. Tỉnh đã có nhiều quyết sách đúng đắn, ưu tiên phát triển các khu vực nông thôn vùng cao để người nông dân có được cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Với vai trò là cơ quan thường trực triển khai phong trào, tổ chức hội nông dân các cấp cũng đã phát huy rõ nét vai trò của mình, trở thành nơi tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ hội viên trong phát triển kinh tế, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả nổi bật mà Lào Cai đã đạt được trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nằm trên địa bàn Tây Bắc, Lào Cai là tỉnh miền núi biên giới, địa bàn đa dân tộc, có vị trí địa kinh tế, địa chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Với trên 70% dân số sống ở nông thôn, dựa vào nông nghiệp, đời sống của bà con nông dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số còn gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vậy mà trong suốt nhiều năm qua, dẫu còn bộn bề gian khó, nhưng cấp ủy, chính quyền tỉnh vẫn luôn dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt để phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, giúp cho diện mạo khu vực này ngày càng khởi sắc, đời sống của bà con nông dân ở khắp mọi vùng miền của tỉnh không ngừng được cải thiện. Cùng với sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước, thì yếu tố tiên quyết tạo nên sự đổi thay tích cực ấy chính là nỗ lực tự thân của mỗi người nông dân. Bà con đã cùng nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm chủ động và sáng tạo trong việc thực hiện phong trào to lớn do Trung ương Hội Nông dân phát động, phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng là một trong ba phong trào lớn do Hội Nông dân Việt Nam phát động từ năm 1989. Đến nay, dù đã có nhiều điều chỉnh về tên gọi cho phù hợp với thực tiễn của từng giai đoạn, nhưng bản chất, mục tiêu hướng đến của phong trào thì không thay đổi. Đó là thu hút một lực lượng đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia thi đua sản xuất kinh doanh, giúp nhau làm kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn, xóa đói giảm nghèo, tăng thêm nhiều hộ khá giàu, tạo công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho người nông dân. Để tạo điều kiện cho hội nông dân các cấp và bà con nông dân triển khai thực hiện phong trào một cách thực chất và hiệu quả, trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn 5 năm gần đây, tỉnh Lào Cai đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, nhiều nhóm giải pháp cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ đầu tư cho khu vực nông thôn vùng cao. Công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện phong trào luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 đã xác định quan điểm xuyên suốt trong nhiệm kỳ về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua hàng loạt nghị quyết liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách, kế hoạch cả trong ngắn hạn và dài hạn nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung đầu tư ấy của tỉnh cùng với sự nỗ lực của bà con nông dân đang tạo ra bức tranh tươi đẹp hôm nay ở các khu vực nông thôn, vùng cao của tỉnh. Những mô hình hay, cách làm ăn mới mang lại hiệu quả kinh tế cao đang xuất hiện ngày càng nhiều, không chỉ giúp cho mỗi mái ấm gia đình có cuộc sống sung túc, đủ đầy hơn, mà còn đưa Lào Cai trở thành một điểm sáng ở khu vực miền núi phía Bắc trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Có thể nói là phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã có tác động rất nhiều đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Cụ thể đó là về trong lĩnh vực nông nghiệp thì đã giúp cho thúc đẩy mạnh cái cơ cấu sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với cái đề án tái cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp của tỉnh và đã đạt được nhiều kết quả rất là cao. Thực hiện tốt cái công tác quy hoạch trong sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn cho nên đã tạo ra được nhiều cái vùng sản phẩm hàng hóa chuyên canh đã đạt được giá trị kinh tế cao. Với phong trào thi đua rộng khắp đã tạo ra được nhiều việc làm cho những người lao động ở nông thôn đã có thu nhập ổn định và tiếp tục giúp đỡ những người nghèo về vốn, về kỹ thuật, về kinh nghiệm để người ta tự mình phát triển sản xuất và thực hiện thoát nghèo một cách bền vững.
với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. 5 năm qua, các cấp hội nông dân trong toàn tỉnh đã tích cực chủ động vào cuộc, hỗ trợ hội viên và đông đảo bà con nông dân thực hiện phong trào. Cùng với hội nông dân, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các ngành thành viên ban chỉ đạo thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi cũng đã tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách, đồng thời lồng gắn các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội địa phương với hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, thực hiện phong trào. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để các phong trào thi đua trong nông dân lớn mạnh và phát triển cả về số lượng, quy mô, chất lượng và hiệu quả. Nhiều chính sách có tác động mạnh mẽ đến kinh tế hộ, khuyến khích các hộ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Kết quả đạt được từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững cho thấy, phong trào này đã được nông dân toàn tỉnh hưởng ứng tích cực, rộng khắp và thực chất. Với nhiều chính sách hỗ trợ ưu việt của Trung ương, của tỉnh và sự đồng hành của các cấp hội nông dân, nhiều hộ dân đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư vốn, đưa các loại cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất để mở hướng làm giàu trên chính đồng đất quê hương của mình, góp phần giúp cho nông nghiệp và kinh tế nông thôn ở Lào Cai có bước phát triển toàn diện. Những mô hình kinh tế hộ có quy mô lớn, trình độ cao, doanh thu mỗi năm lên tới hàng tỷ đồng đang xuất hiện ngày càng nhiều. Đây thực sự là tấm gương sáng của giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, tạo ra những mô hình trực quan, sinh động để mọi người học tập và làm theo. Để tổ chức triển khai tốt cái phong trào thi đua thì phải làm tốt cái công tác tuyên truyền và cán bộ hội phải nắm chắc được cái nội dung, tiêu chí của phong trào thi đua, bám sát vào 4 chương trình 19 đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và sau đấy giảm nghèo, nắm chắc các cơ chế chính sách đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tuyên truyền, triển khai đến với hội viên nông dân đăng ký tham gia thi đua phong trào. Và qua cái công tác tuyên truyền vận động thì hội viên nông dân đã tích cực đăng ký thi đua phong trào và xác định với cái vai trò nông dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới với cái tinh thần là tự thân vận động và phát huy những cái lợi thế của gia đình cũng như là của địa phương, liên kết trong sản xuất giúp nhau xóa đói giảm nghèo và trở thành các cái hộ sản xuất kinh giỏi các cấp. Từ khi thực hiện phong trào cho đến nay, hội nông dân các cấp có nhiều giải pháp hỗ trợ để phát triển phong trào. Công tác tuyên truyền vận động được thực hiện bài bản, thường xuyên, liên tục. Những tiêu chuẩn chung, định mức về thu nhập, những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo thường xuyên được nêu gương qua nhiều kênh khác nhau để nông dân học tập. Trong 5 năm qua, các cấp hội nông dân đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức trên 40.000 lớp tập huấn kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội nghị đầu bờ cho trên 150.000 lượt nông dân trong toàn tỉnh. Đặc biệt là hội đã phối hợp với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức trên 1.700 lớp tập huấn cho gần 51.000 lượt hội viên nông dân về chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, xây dựng 519 mô hình mới, góp phần tạo ra 52 sản phẩm đạt sao OCOP các cấp tính đến thời điểm hiện tại. Hội nông dân tỉnh cũng đã phối hợp với ngành công thương hỗ trợ hoạt động xúc tiến tiêu thụ các loại nông sản mà địa phương có thế mạnh như chè, chuối, sắn, thảo quả, quế, đồng thời hỗ trợ quảng bá, giới thiệu và mở các gian hàng thương mại trên sàn giao dịch điện tử. Hay như ngành lao động thương binh và xã hội thông qua chính sách dạy nghề, đào tạo việc làm và các chính sách an sinh xã hội khác. Trong 5 năm qua, đã đào tạo nghề cho hơn 79.000 lượt nông dân, giúp gần 34.000 hộ thoát nghèo bền vững. Từ những thuận lợi về chính sách và sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các địa phương, mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp được thành lập ngày càng nhiều, tham gia vào các chuỗi hàng hóa nông sản của tỉnh. Việc tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất của bà con nông dân cũng đang ngày càng thuận lợi. Không chỉ có ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng chính sách mà nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh cũng đang vận hành hiệu quả, mỗi năm cho vay khoảng 26 tỷ đồng để người dân thực hiện dự án phát triển kinh tế hộ. Quỹ hỗ trợ nông dân cho vay cái nguồn đấy thì nhà mình sử dụng lên vừa thêm vào vốn, nói chung là nó có thì nó vừa thêm vào vốn rồi mình thêm lên những cái dàn lưới dàn này này để mua chuyển từ cái cây thông cây tre để sang mua khung sắt. Một thành tích nổi bật khác là việc phát triển hội viên và vận động hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi gia đình, mỗi địa phương. Đến thời điểm hiện tại, ở tất cả các xã, phường, thị trấn đều có các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả điều tra, thống kê và thông qua bình xét từ thôn bản, tổ dân phố,
toàn tỉnh đã công nhận suy tôn 15.793 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 12,74% tổng số hộ nông nghiệp nông thôn. Con số này tăng gấp 17 lần so với kỳ tổng kết phong trào lần thứ nhất vào năm 1992, tức là một năm sau thời điểm tỉnh Lào Cai được tái lập. Toàn tỉnh hiện có 110 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương, thu nhập mỗi thành viên trong gia đình đạt khoảng 20,6 triệu đồng trên tháng, tăng 17 hộ so với năm 2015. Hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh là 1.072 hộ, chiếm 6,78% số hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Mỗi thành viên trong gia đình có thu nhập từ 10,3 triệu đồng trên tháng trở lên. Hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện là 3.615 hộ, cấp xã là gần 11.000 hộ. Đặc biệt, trong số này có đến 530 hộ từ diện hộ nghèo đã vượt khó vươn lên, đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Hộ nông dân này là một minh chứng. Gia đình chị Vàng Thị Gánh ở thôn Ngải Phóng Trầu, xã Xín Chén, huyện Simacai, 5 năm trước là hộ nghèo. Nhưng với sự hỗ trợ về vốn và kỹ thuật chăn nuôi của các tổ chức tín dụng và hội nông dân, gia đình chị đã thực hiện thành công mô hình nuôi vịt Xín Chén lấy trứng và vỗ béo châu bò, thu về lợi nhuận khoảng trên 100 triệu đồng mỗi năm, trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. Chị em trong thôn cũng còn nhiều nhà còn nghèo, mình có ít thì giúp ít, có nhà mình giúp cho mấy con vịt đẻ trứng hoặc cho ngô lúa đẻ chăn nuôi. Chị em cũng mong muốn có vốn để nuôi nhiều vịt hơn. Giai đoạn 2015-2020, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Lào Cai thực sự tiến bộ vượt bậc cả về số lượng, quy mô và chất lượng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, đồng thời tạo bước đột phá lớn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Các hội viên nông dân đã tích cực liên kết trong sản xuất, chăn nuôi, chế biến nông sản, thành lập các tổ hợp tác xã để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Nhiều mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật được triển khai thành công, tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa tập trung có chất lượng, thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường. Bài toán sản xuất cho ai, sản xuất cái gì và sản xuất như thế nào đang được nông dân Lào Cai hóa giải thành công thông qua sự định hướng và trợ giúp của tỉnh. Các hình thức tổ chức như tổ hợp tác vay vốn, tổ liên kết, chi hội nông dân nghề nghiệp, nhóm đồng sở thích đang phát triển ngày càng rộng khắp và hoạt động hiệu quả là tiền đề để hình thành các hình thức kinh tế liên kết theo chuỗi giá trị nông sản, kinh tế tập thể, kinh tế tổ hợp tác xã nông thôn. Lào Cai hiện có 605 mô hình kinh tế trang trại, 192 hợp tác xã nông nghiệp, hơn 4.000 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Đặc điểm của các mô hình này là có quy mô sản xuất lớn, thu nhập cao, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, góp phần hoàn thành tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới. Việc người nông dân tích cực chủ động trong liên kết sản xuất không chỉ làm giàu cho mỗi gia đình, mà còn tạo ra thương hiệu, nhãn hiệu tập thể để nông sản địa phương tham gia thị trường trong nước và xuất khẩu. Cũng từ nỗ lực của người nông dân, chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm hiện đang được triển khai thực hiện rất thành công trên địa bàn tỉnh. Trong số 52 sản phẩm đạt sao OCOP cấp tỉnh thì có đến 28 sản phẩm do các cá nhân và nhóm nông dân quản lý. Sản phẩm bưởi múc của nông dân xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng là một ví dụ như vậy. Muốn đi nhanh đi một mình mà muốn đi vững chắc phải đi tập thể. Thế nên chúng tôi đã liên kết tức là thành một hợp tác xã. Thì hợp tác xã của tôi hiện nay là có khoảng 25 thành viên. Diện tích bưởi thì nó 45 ha. Mấy năm nay thì vì mình có cái thương hiệu và cái trái cây nó tương đối ngon, thế nên là cái việc tiêu thụ nó cũng dễ dàng. Nên là chúng tôi ở trong hợp tác xã thì nói chung nó cũng bao tiêu được một số sản phẩm cho bà con xã viên là bán tại thị trường Hà Nội. Phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã trực tiếp khuyến khích các hộ nông dân phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư vốn giống vào sản xuất kinh doanh, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị canh tác. Nhờ đó, thu nhập của các hộ nông dân Lào Cai không ngừng tăng cao. Toàn tỉnh hiện có tới 12.801 hộ có mức thu nhập hàng năm đạt từ 150 triệu đồng trở lên, trong đó 194 hộ thu nhập cao trên 800 triệu đồng và 51 hộ thu nhập hàng năm ở mức trên 1,5 tỷ đồng. Phong trào ngày càng duy trì và có bước phát triển tốt, nhiều hộ kỳ trước đạt danh hiệu cấp xã thì kỳ này đã vươn lên cấp huyện. Cấp huyện vươn lên cấp tỉnh và cao hơn. Dù là tỉnh miền núi nhưng đến thời điểm này, Lào Cai đã có 360 trang trại do hộ nông dân sản xuất giỏi làm chủ.
đây là những mô hình sử dụng nhiều đất đai là động lực trong thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tạo thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, có thương hiệu, có chỗ đứng trên thị trường. Trang trại nuôi cá nước lạnh của ông Nguyễn Văn Lũy ở thôn Can Hồ A, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sapa được hình thành từ cách đây khoảng chục năm. Nhưng mấy năm gần đây, quy mô trang trại mới được mở rộng như thế này. Từ thành công của gia đình mình, ông Lũy đã vận động và hỗ trợ người dân trong xã cùng tham gia. Hiện khu vực thôn Can Hồ A đã có gần 40 hộ cùng liên kết nuôi cá nước lạnh. Trong quá trình sản xuất, nếu bà con không tự tiêu thụ được sản phẩm, thì có thể bán lại cho chủ trang trại theo giá thỏa thuận. Cũng giúp đỡ bà con là về cái khâu kỹ thuật, các hộ muốn xây ao thì tôi cũng tư vấn cho họ là xem là làm như nào nó hợp lý về con cá hồi hay con cá tầm. Xã của Ngũ Chỉ Sơn mới của chúng tôi bây giờ 100% nhà nuôi cá hồi cá tầm. Mình biết thì mình phải chia sẻ cho bà con để làm để cho cùng nhau phát triển về kinh tế xã hội phát triển lên thì cũng mừng. Bắt đầu từ nhiệm kỳ Đại hội 15, Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hay ứng dụng một phần công nghệ cao phải được thúc đẩy và nhân ra diện rộng. Việc phát triển nông nghiệp theo hướng này đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn. Vậy nhưng dựa vào tiềm năng sẵn có của mỗi địa phương, mỗi gia đình, 5 năm qua, nhiều hộ dân đã tích cực phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại. Hiện toàn tỉnh có khoảng 2.500 hectare sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trên 13.000 hectare ứng dụng một phần công nghệ cao. Diện tích này chủ yếu là trồng dược liệu, rau ôn đới và hoa cao cấp. Khi ứng dụng công nghệ cao, giá trị sản xuất trên một đơn vị canh tác đã có sự đột phá, bình quân lên đến 300 triệu đồng trên mỗi hecta. Nhiều diện tích canh tác dược liệu trên địa bàn tỉnh đạt các tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới. Người nông dân có thu nhập lên đến cả nửa tỷ đồng mỗi năm trên một hecta đất canh tác. Những mô hình sản xuất hiện đại, hiệu quả như thế này đã khẳng định tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư cũng như chủ động liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp nhằm tạo ra khối lượng sản phẩm lớn. Khi Nghị quyết 12 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn được triển khai thực hiện, cũng như nhiều hộ nông dân khác, anh Hoàng Văn Toán ở bản Là Một, xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên đã quyết định làm nhà màng để trồng rau xanh, dưa chuột và dưa lưới đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, cung ứng ra thị trường. Có nguồn hỗ trợ sau đầu tư, anh Toán đã có thêm nguồn lực để mở rộng quy mô và đầu tư thêm vào cây giống, phân bón, nâng cao giá trị sản xuất. Đây cũng là mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đầu tiên ở xã Xuân Thượng, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng này trên địa bàn xã và các khu vực phụ cận. Quyết số 12 nhận được mỗi mức hỗ trợ là 80.000 trên mét vuông và gia đình tôi làm ở nhà này là hơn 10.000 mét vuông, tôi được nhận hỗ trợ là 80 triệu. Có nguồn hỗ trợ ấy là gia đình tôi được làm được rất nhiều việc và đến giờ phút này gia đình tôi đã hoàn thiện xong cái nhà lưới và tôi thu được một lứa dưa và hai lứa rau. Trên bản một này gia đình nhà tôi làm đầu tiên, cũng có một số anh em trong xóm cũng về tham quan mô hình và tiến tới là có ý định làm. Phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đang có những tác động sâu sắc toàn diện tới mọi vùng miền của quê hương Lào Cai, đặc biệt là ở khu vực vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện toàn tỉnh đã có khoảng gần 9.300 hộ nông dân là người dân tộc thiểu số đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 58,66% tổng số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn tỉnh. Trong đó, dân tộc Mông có 2.512 hộ, dân tộc Dao có 2.308 hộ, dân tộc Tày 2.226 hộ, dân tộc Giấy 1.090 hộ, dân tộc Nùng 482 hộ, còn lại là các dân tộc ít người khác. Là Dì Thàng được xem là vùng trọng điểm trồng cây cắt cánh ứng dụng công nghệ cao của huyện Bắc Hà. Hơn 10 hecta cắt cánh được bà con trồng tập trung đã tạo nên những thung lũng dược liệu lớn nhất của tỉnh. Từ 3 năm nay, anh Sùng Xeo Pao dành toàn bộ đất trồng ngô của gia đình để trồng cây cắt cánh. Công chăm sóc phải bỏ ra nhiều hơn, nhưng đổi lại, sản phẩm được thu mua ngay tại nương với giá cam kết tối thiểu là 25.000 đồng mỗi kg. Nửa hecta trồng ngô trước đây chỉ cho thu nhập khoảng 20 triệu đồng, thì nay cho thu nhập lên đến 70 triệu đồng sau khi trừ toàn bộ chi phí về giống, phân bón và công lao động. Toàn bộ diện tích cắt cánh ở đây được trồng theo hướng tiêu chuẩn thực hành tốt trong trồng trọt và thu hái cây thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới. Vì vậy, khâu tiêu thụ sản phẩm hết sức thuận lợi. Với anh Pao cũng như nhiều hộ dân ở Là Dì Thàng, thì chưa khi nào bà con có được nguồn thu nhập tốt như khi chuyển sang trồng cây cắt cánh.
cũng vất vả nhưng mà cũng không mệt, nhưng mà chỉ mất nhiều công. Cánh này có cán bộ xã chỉ bảo và có người mua đến tận nhà rồi, không sợ. Cứ thu mua thì dân cũng muốn trồng thêm và cũng muốn làm dần lâu dài. Ngoài cái thôn Nà Dì Thàng ra thì xã hiện nay cũng có nhiều thôn khác là trồng, diện tích càng mở rộng. Xã cũng đã có cái biên bản ghi nhớ giữa xã với lại trung tâm dịch vụ nông nghiệp về cái việc bao tiêu cái cây dược liệu cho bà con. Và trong nhiệm kỳ tới thì xã cũng phấn đấu là sẽ phát triển thêm tổng diện tích của cây dược liệu là từ 50 đến 60 ha. Đấy, thì để mang lại cái lợi ích kinh tế cho nhân dân. Thực hiện phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh và các đề án trong chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững của tỉnh, các cấp hội nông dân đã định hướng cho hội viên về vai trò chủ thể của người dân trong việc thực hiện chương trình lớn của quốc gia với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ và chính nông dân là người hưởng thụ kết quả xây dựng nông thôn mới. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc vận động hội viên nông dân góp ý điều chỉnh quy hoạch, xác định công trình ưu tiên, tích cực hiến đất, góp công sức, tiền của, trực tiếp thực hiện và tham gia giám sát quá trình thực hiện các công trình hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn. Hộ sản xuất kinh doanh giỏi luôn là những tấm gương tự giác đi đầu, tích cực phát huy vai trò chủ thể tham gia xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng, từng bước vươn lên làm chủ nông thôn, góp phần kiến tạo nên những vùng quê đáng sống. Hội viên tích cực hiến đất làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang nhà ở, xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi, làm nhà tiêu hợp vệ sinh, gắn với xây dựng hầm bể bioga để đảm bảo môi trường sinh thái. Trong 5 năm qua, các hội viên nông dân trong tỉnh đã đóng góp hàng nghìn ý kiến trong quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch nông thôn, đóng góp trên 350 tỷ đồng, trên 3 triệu ngày công lao động, hiến 128 hectare đất, làm mới và nâng cấp 593 km đường đến trung tâm xã, 2.476 km đường giao thông nông thôn và các kết cấu hạ tầng nông thôn khác. Những việc làm này đã góp phần quan trọng tạo nên thành công của Lào Cai trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với 51 trên tổng số 127 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới bằng 112% so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 15 đề ra. Với kết quả này, Lào Cai đang là địa phương đứng đầu các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc về số xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới tính đến thời điểm hiện tại. Khi mà đường xã mở rồi thì nhiều dân người ta mở vừa đến tận nơi thơ mua được, phải nói là kinh tế phát triển rất mạnh. Và như thế là gia đình đã chuẩn đổi sang chủ yếu là nuôi ba ba là chính, là cái giống xây dựng nông thôn mới, phải nói là thu nhập rất là khá. Về năng suất lúa thì cũng cấy được hơn này. Hai là trồng cây cối, là cây nông nghiệp là phải nói trồng tới 100% diện tích trên địa bàn của xã. Hộ nông dân sản xuất giỏi của tỉnh đều là những gương sáng điển hình tiên tiến, thể hiện của tinh thần bền bỉ vượt khó, không cam chịu đói nghèo, quyết chí vươn lên làm giàu chính đáng cho chính mình và giúp đỡ người khác cùng vươn lên làm giàu, giảm nghèo bền vững. Tính nhân văn của phong trào được thể hiện ngày càng rõ nét hơn. Căn cứ vào yêu cầu tiêu chí hộ sản xuất kinh doanh giỏi, hàng năm các cấp hội nông dân trong toàn tỉnh đã hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho hơn 110.000 lượt người, tạo việc làm cho gần 50.000 lượt lao động nông thôn, hướng dẫn giúp đỡ về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm, đưa cây con giống mới vào sản xuất cho gần 25.000 hộ nông dân ở các thôn bản. 5 năm qua, đã có trên 33.000 hộ nghèo được giúp đỡ thoát nghèo, 530 hộ nghèo vươn lên trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Về phục viên thì cố gắng nghiên cứu làm cái chỗ nào có kinh tế phát triển được, có thể đời sống gia đình thì bảo đảm để xóa đói giảm nghèo, khỏi nghèo đi. Ước mơ phải có một cái trang trại, cũng có rồi, làm thế nào cho nó phát triển thêm nữa. Bây giờ là châu bò nó cũng thế rồi, là cần làm tăng thêm và có nguồn vốn để cho con cháu nó đi học hành được. Hộ ông Hà Kiếm Dinh ấy đã giúp đỡ các cái hộ nghèo vượt khó, là cũng từ cái sản xuất giỏi thì đã tích cực tham gia, tức là đóng góp làm đường giao thông nông thôn. Đấy, hai là đã tạo việc làm cho người lao động ở xã. Đảng bộ tỉnh Lào Cai qua các nhiệm kỳ đều đã ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề về phát triển khu vực đặc biệt quan trọng này. Dành sự quan tâm chăm lo thỏa đáng, ưu tiên tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế nông nghiệp là điều kiện thuận lợi để lan tỏa phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được thực hiện hiệu quả. Qua 5 năm thực hiện phong trào, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho 9 cá nhân.
tỉnh và các bộ ngành trung ương tặng 75 bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Và trong dịp tổng kết 5 năm thực hiện phong trào giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh có 150 hộ sản xuất kinh doanh giỏi sẽ vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Vượt qua nhiều khó khăn, mỗi nông dân Lào Cai đang tiếp tục nỗ lực mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất để ngày càng có thu nhập cao hơn, từ đó đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của xã hội. Yêu cầu để được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp sẽ ngày càng nâng cao để phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Trong những năm tới, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sẽ ngày càng sâu rộng. Đảng, nhà nước sẽ tiếp tục có những chủ trương, chính sách ưu tiên, tập trung nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Bối cảnh ấy đòi hỏi các cấp hội và hội viên nông dân Lào Cai phải nâng cao nhận thức chính trị, trình độ khoa học kỹ thuật, quản lý sản xuất và kinh doanh, chủ động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, nâng cao vai trò, vị thế của hội nông dân trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội ở nông thôn, xứng đáng là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và công tác xây dựng nông thôn mới. Cùng với cái sự tích cực vào cuộc của người dân, thì cái việc vận dụng các cái cơ chế chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào sản xuất và đi vào cuộc sống thì hết sức là quan trọng. Thì các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, triển khai, đồng thời là tổ chức đối thoại với nông dân về các cái cơ chế chính sách mà đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua đó thì người dân tiếp cận được và vận dụng các cái chính sách đi vào cuộc sống. Việc xây dựng các cái nhân tố điển hình để mà động viên, khuyến khích, khen thưởng cũng như là để các cấp hội tuyên truyền nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh là hết sức quan trọng và cũng là một trong những cái nhiệm vụ giải pháp cần thiết trong cái giai đoạn tới để cái phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh giỏi đạt những kết quả tốt hơn nữa. Việc tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua được nhìn nhận sẽ mang lại quyền lợi thiết thực cho người nông dân. Vì vậy, hội nông dân cần tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động, khích lệ hội viên nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong phát triển sản xuất và đời sống. Nội dung thi đua do hội nông dân phát động phải bám sát vào định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương để đảm bảo thành công. Trong giai đoạn tới, tỉnh Lào Cai cũng sẽ nghiên cứu ban hành thêm nhiều cơ chế chính sách phù hợp để phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển mạnh mẽ và rộng khắp. Tiếp tục nghiên cứu để đưa ra những chính sách mới đồng bộ hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp, gắn kết chặt chẽ giữa việc sản xuất hàng hóa với việc bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nhằm càng nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thứ ba là chúng tôi tiếp tục ưu tiên nguồn lực từ ngân sách nhà nước để thực hiện cái việc hỗ trợ tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho người dân, rồi tiếp tục công tác dạy nghề cho nông dân ở nông thôn và tiếp tục giới thiệu những mô hình hay, những kỹ thuật mới để cho nông dân tham quan học hỏi và người ta đem về người ta thực hiện ở trên cái địa bàn của mình. Rồi tiếp tục định hướng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp để đảm bảo cho nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp một cách tốt nhất, mạnh mẽ nhất và tạo ra những sản phẩm hàng hóa tập trung với quy mô lớn và với giá trị cao. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn cả hệ thống chính trị phải làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm. Luôn dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt đến giai cấp nông dân, người đã đề nghị miễn thuế nông nghiệp một năm cho các hợp tác xã nông nghiệp để cho đồng bào hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất. Thấm nhuần tư tưởng ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta nói chung, tỉnh Lào Cai nói riêng sẽ không ngừng quan tâm, chăm lo phát triển khu vực kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân, tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất để bà con thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, cùng nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững. Bức tranh nông thôn mới vùng cao sẽ tiếp tục được tô điểm thêm bằng những gam màu sáng, bằng chính ý chí khát vọng làm giàu cho gia đình mình và góp sức xây dựng xã hội của người nông dân.